Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà rất nhiều bạn quan tâm khi mà các bạn muốn nhân giống cây trồng một cách đơn giản, hiệu quả và đồng thời mà nó giống như là copy nguyên bản từ một cây mẹ ra. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách mình nhân giống ha, đó là cách chiết cành các bạn. Thì khi mà nhân giống cây thì nhân giống phổ thông thì nó có cái dạng mà nhân giống bằng từ hạt, từ dâm cành, xong rồi từ chiết những cái cây con từ gốc lên, và đồng thời có một cái nhân bản mà giống mẹ hoàn toàn cũng như là 100%, đó là cách chiết cây. Bởi vì khi chiết cây là các bạn ốc từ cây mẹ ra, các bạn trồng thì đương nhiên nó giống cây mẹ rồi, giống 100% luôn. Còn nếu mà các bạn mà nhân giống mà cái kiểu mà các bạn mà gieo hạt á, thì trong cái quá trình mà gieo hạt thì nó có thể là cây nó đã thụ phấn, nó lai tạo những cái dòng cây xung quanh, thì khi mà cây của các bạn lên thì nó chưa hẳn nó đã giống mẹ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là chúng ta làm chiết cành của cái cây trước mặt của các bạn là cây linh sam màu hồng. Cây này thì nhân giống bằng cách chiết cành. Cái dòng cây này là nó dạng cây đột biến. Tôi không thấy nó ra hạt, chưa thấy ra hạt bao giờ. Tôi trồng các bạn thấy không, bông nó nở liên tục luôn, nó nở rất là nhiều bông, không thấy có hạt. Chắc là cái dòng đột biến này nó khó hạt. Thường thường là cây này người ta nhân giống bằng cách là người ta chiết cành hoặc là người ta ghép. Nhưng mà tuy nhiên khi mà các bạn ghép cây thì nó lai từ cái cây gốc nguyên bản lên cây ghép thì nó không giống 100%. Còn có cách chiết cành này mới là giống 100% các bạn ha. Thì trước khi chiết cành cây thì chúng ta phải có một cái số dụng cụ cần thiết. Chúng ta có một giá thể để bó bầu cây ha, con dao cắt ha, và đồng thời chúng ta phải có thuốc nữa. Rồi bây giờ khi mà ghép chiết cành cây thì các bạn phải chọn một cái cành cây khỏe mạnh mà nó mọc ở những cái vị trí mà mình thấy nó không có phù hợp với cây. Bởi vì cũng như là cái nhánh này đây, là tôi dự định tôi bỏ đi bởi vì nó mọc ngay cái vị trí mà tôi không thích. Nhưng mà mình nuôi cây cho nó khỏe lên, bắt đầu cái tôi tận dụng cái nhánh này, bắt đầu tôi chiết để tôi nhân giống. Thì cái nhân giống bằng cách chiết thì các bạn không nên chọn những cái cây mà nó nhánh cây quá yếu là một. Cái thứ hai là các bạn mà chọn cái địa điểm mà các bạn chiết á, thì nó không phù hợp thì tỷ lệ thành công không cao. Bởi vì đa số những cây chiết là những cây nó mọc ở ngoài nơi thiên nhiên, hoặc là nó những cái chậu cây chiết là những cái chậu cây lớn thì các bạn không thể nào các bạn mang vô nhà để các bạn mà che nắng được. Dưới chiết cây thì thời điểm tốt nhất vào một cái thời điểm là mát nhất ở trong năm, nó có độ ẩm nhiều thì các bạn chiết sẽ thành công hơn, cây nó sẽ mau ra rễ hơn. Rồi muốn chiết thì chúng ta phải dùng một con dao thật là bén các bạn ha. Dao này thì các bạn cũng phải là rửa sạch sẽ khử trùng để nó tránh trường hợp nó bị nhiễm khuẩn. Rồi các bạn sẽ khất một cái dòng vỏ như thế này đây, một cái dòng vỏ ha, một cái dòng vỏ cây như thế này. Thì cái điểm bóc vỏ của các bạn á, điểm bóc vỏ là nó tùy thuộc vào cái nhánh lớn. Ví dụ nhánh lớn hay nhánh nhỏ như thế này thì các bạn chỉ cần bóc cái vỏ khoảng chừng 1/2 là ok. Còn trường hợp mà những cái nhánh mà lớn hơn thì các bạn có thể là bóc cái vỏ nó nhiều hơn, nó dài hơn một chút. Nói chung là nó dao động là từ 1/2 cho đến 3/3 tùy theo cái nhánh lớn, nhánh nhỏ ha. Các bạn thấy không? Khi mà tôi đã khứa một cái đường xung quanh cái nhánh này rồi, bắt đầu tôi sẽ bóc ra. Tôi sẽ bóc cái vỏ ra các bạn, bóc cái vỏ ra cho các bạn xem ha. Khi mà cái cây nó lên đó các bạn, cái rễ cây nó lên á thì nó sẽ lên rễ, nó mọc ngay cái vị trí là của cái mép trên của cái đường bóc này nha các bạn. Nó mọc cái rễ á, nó mọc cái vị trí cái đường trên này, nó ra rễ đây chứ không phải là ở dưới. Thành ra ở dưới là các bạn cứ bóc vô tư, không cần thiết phải ở dưới, phải mà đẹp cực kỳ chuẩn, cực chuẩn cũng như là mép trên. Nhưng mà cái mép trên thì các bạn phải bóc cho nó chuẩn nha, các bạn phải dùng dao thật là sắc, các bạn phải cắt cho nó ngọt, cho nó dứt khoát, cho nó ngọt nè các bạn thấy không. Cái đường cắt của mép trên này là tôi cắt rất là ngọt luôn. Đó như vậy là nửa nó sẽ lên rễ như vậy. Các bạn cắt xong rồi, các bạn dùng cái mũi dao cắt á các bạn. Các bạn cạo ha, các bạn cạo sạch cái phần mà cái da non nó còn bám vô nè. Cái phần da non nó còn bám vô trong cái lõi cây nè. Các bạn cứ cạo sạch cho tôi ha, cạo sạch đi ha. Nếu mà các bạn mà không cạo sạch đó, chỉ cần các bạn chừa một cái mạch đó,
trừ một cái bạch nhỏ xíu, cái vỏ nó còn giữ lại thì sau này cái cây nó sẽ tái tạo cái vỏ đó, nó liền cái này, nó không có ra rễ. Thì mục đích chúng ta bóc cái này ra nè, là các bạn tạo cho nó một cái khoảng hở, các bạn sẽ cắt cái đường tiếp tế, cái chất dinh dưỡng để nó nuôi trên nhánh này. Nó chỉ sống nhờ cái lõi, trong cái lõi nó có cái tủy rất là nhỏ, nó vẫn giữ duy trì sự sống của nhánh cây. Đồng thời dưới một cái chất dinh dưỡng mà nó dẫn từ cái lõi cây, từ cái tủy cây lên, nó không đủ chất để nó nuôi cây, thì nó sẽ kích thích cho cây nó ra rễ đây. Khi mà cây ra rễ rồi thì nó sẽ gặp cái giá thể chúng ta đeo vô, chúng ta tăng cường cái giá thể vô, thì cây nó sẽ từ từ nó phát triển, cái rễ nó mạnh lên ha. Rồi bây giờ tôi cái công đoạn này tôi đã cắt ha, tôi đã cắt xong cái phần tôi bóc cái vỏ nè. Nhắc lại là các bạn cái khoảng cách để các bạn bóc vỏ đó tùy theo cái nhánh cây lớn hay nhỏ. Cái nhánh cây này khoảng 8 ly thì tôi bóc khoảng chừng 1.5 phân là được. Còn nhánh cây lớn hơn các bạn có thể là bóc là 2 phân hoặc là 3 phân. Ha các bạn ha. Bóc xong rồi bắt cạo. Các bạn cạo sạch như thế này thì các bạn để qua một ngày để cho nó khô, nó gặp nắng các bạn, khô cái vết này thì các bạn khi mà các bạn tiến hành các bạn bó bầu vô thì cái cây của bạn thành công sẽ cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà các bạn có công việc gấp hoặc là có những cái dòng cây nó dễ ra rễ thì các bạn cạo sạch sẽ xong các bạn tiến hành các bạn bó bầu luôn cũng được. Những cái cây mà các bạn để ý có những cây rất là khó ra rễ và đồng thời có những cây rất là dễ ra rễ ha. Ví dụ như các bạn mà chiết mà cây chanh nè, cây ổi nè, những cây bưởi nè, những cái dòng cây đó nó ra rất là nhanh luôn. Còn có những cái dòng cây nó rất là khó tính mà các bạn dùng phương pháp này hầu như tôi thấy không thành công. Cũng như là các bạn mà dưới cái phương pháp chiết như thế này, các bạn mà chiết cho cây mai thì tôi thấy tỷ lệ thành công nó không cao như các bạn ha. Hoặc là cây mít, hoặc là cây xoài. Thành ra có những cái dòng cây mà nó khó tính thì người ta áp dụng phương pháp khác cho nó hiệu quả hơn. Dưới cái phương pháp mà chiết cành như thế này, các bạn sử dụng cho cây kiển, cây linh sam, cây nguyệt quế, cây tùng là ok luôn. Rồi các bạn thấy không, tôi cũng đã làm xong ha. Các bạn lưu ý mép trên các bạn phải làm cho nó ngọt, cho nó gọn. Còn cái mép dưới này ha, mép dưới này thì nó hơi sề sả chút cũng không sao, không sao ha các bạn ha. Nhớ nha, các bạn phải cạo sạch rồi. Ok, khi mà chúng ta đã bóc cái vỏ trong cái nhánh cây nằm ngay cái vị trí để chúng ta cần để mà tách cây ra thì đã xong. Thì kế đó thì bắt đầu các bạn cũng phải là sử dụng đây ha. Cái cây này tôi đã làm sẵn trước đó rồi, ngày rồi. Các bạn sẽ sử dụng cái nguồn thuốc kích rễ nè các bạn. Đây, nguồn thuốc kích rễ ha. Thuốc kích rễ thì các bạn có thể sử dụng nguồn thuốc nước. Nếu mà thuốc nước thì các bạn quét trực tiếp vô luôn. Còn nếu mà cái thuốc kích rễ N3M này nè, nó khô thì các bạn dùng cái tăm bông, các bạn nhúng nước. Rồi các bạn ha, các bạn bóng chút xíu nè ha. Chút xíu rồi đây. Rồi tôi sẽ chấm cho cái vết cắt cái này ha, cho cái chỗ bóc da này. Chấm cho nước ướt là mục đích là để mình bôi thuốc vô cho nó giữ lại các bạn. Nè, các bạn bôi vô ha. Các bạn bôi vô. Các bạn lưu ý là nó chỉ mọc rễ trên phần trên, thành ra chúng ta chỉ cần bôi lên trên là được rồi, các bạn không cần thiết phải là bôi ở dưới mép dưới. Mép trên nha các bạn. Nó có hai mép nha, mép trên và mép dưới. Các bạn chỉ sử dụng mép trên thôi, mép dưới các bạn nó không cần thiết để cho sử dụng. Đó, hai mép, mép trên và mép dưới. Đó. Rồi sau đó giá thể để bó vô đây thì các bạn có thể sử dụng là ở miền Nam thì có rất nhiều sơ dừa, tôi thấy tiện lợi đó. Sơ dừa thì các bạn nhúng sơ dừa nó ẩm như thế này đây. Đây, sơ dừa nó ẩm ướt vậy nè ha, nó ẩm như thế này. Là các bạn muốn biết là cái độ ẩm như thế nào để cho mà nó phù hợp dưới cái giá thể đó, chúng ta bó vô nó không quá thiếu nước và đồng thời nó không quá dư nước. Thì các bạn khi mà trộn nước vô rồi ha, các bạn trộn nước, dùng nước sạch trộn thôi, không cần thiết chúng ta phải trộn vô cái thành phần mà N3M thuốc kích rễ, bởi vì thuốc kích rễ nó có hiệu quả trong một khoảng thời gian nào đó thôi, khoảng như 1 tuần 2 tuần thôi, hết cái thời gian nó không có tác dụng. Các bạn trộn vô không có tác dụng mẹ gì chứ, bởi vì cái cây của mình nó ít nhất là khoảng 1.5 tháng đến 2 tháng nó mới ra rễ, mới hút cái này, giữ độ ẩm là ok. Thì các bạn dùng cái tay, các bạn bóp vậy,
Ủa ha, bóp mạnh vô ha. Nếu mà các bạn bóp mạnh vô là bắt đầu nước thường thường nó nhiễu á, nó dư nước nó sẽ nhiễu, nó chảy nước ra, bóp cái nước xì ra liền. Nước xì ra khi nào nó xì, nó xì nó chán rồi, không xì nữa thì lúc đó là cái giá thể này nè, giá thể này là đã làm được rồi ha, đã bó đây được rồi. Thì bó vô đây có cách bó thì có nhiều cách bó. Có cách bó thì các bạn có thể là sử dụng cái bao ni lông, các bạn cột vô, các bạn bỏ giá thể vô từ từ các bạn túm lại. Còn nếu mà các bạn muốn làm cho nhanh gọn á, nhanh gọn thì các bạn có thể sử dụng một cái túi ni lông. Tôi thì không có túi đẹp, không có túi này cũng xài được các bạn ha. Rồi tôi sẽ bỏ giá thể vô đây. Bỏ giá thể vô túi ni lông. Bỏ giá thể túi ni lông ha. Đây, vô đây đủ rồi các bạn. Túi ni lông. Các bạn thấy không? Bỏ thể túi ni lông. Rồi xong rồi ha. Các bạn cột miệng lại. Các bạn cột túm miệng lại. Đây, giờ hiện đại lắm các bạn. Giờ thì người ta xài dây rút không ạ. Toàn bộ bằng dây rút, nó rất đơn giản. Ngày xưa cái lọ mọ cột ha. Các bạn làm dây rút. Khi mà các bạn bỏ cái giá thể vô túi ni lông để các bạn cột miệng lại thì các bạn nên làm lỏng ha. Các bạn nên làm lỏng, đừng có bó chặt quá. Tại sao mà lỏng, để từ từ tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn sẽ thấy được nó rất là cái tiện lợi. Bỏ vô trong cái túi ni lông này. Cách này thì mình cũng học hỏi từ những cái nhà vườn chuyên nghiệp, người ta đã thường làm những cái cách như thế này gọn nhẹ rồi. Cắt bỏ này đi cho nó gọn lại, cho làm cho nó xính thẩm mỹ. Trời ơi, cái kéo dựng ruột dữ trời. Đù nè, kéo ruột quá. Kéo ruột nè. Đây, thấy không? Giờ các bạn bóp nắng chỉnh hình cho em này. Đấy chưa ha, các bạn chỉnh hình cho em này ha. Rồi, các bạn sẽ ốp vô đây, túm lại cái là xong. Ốp vô đây thì làm sao ốp được trong khi mà chúng ta đã cột miệng rồi. Mục đích tôi cột miệng vô để cho nó không rớt ra. Nhưng mà khi mà tôi đã ướm vô chỗ này thì tôi sẽ cắt. Các bạn hiểu không? Tôi sẽ cắt một đường rãnh như thế này. Rồi tôi ốp vô tôi túm lại cái là xong. Tuy rằng nó không đẹp nhưng mà nó rất là hiệu quả nha các bạn. Rất là hiệu quả luôn. Đây, để tôi túm vô cho các bạn xem nè. Giờ các bạn thấy không? Tôi lại cắt nè ha. Các bạn thấy nhiều bạn nói ông nội này tự nhiên hồi nãy mắc gì cột miệng người ta là chi, bây giờ lại cắt ra. Thì cắt ra thì ốp vô thì cái mặt cắt của cái này là nó mới ăn vô cái giá thể này chứ nếu mà các bạn không cắt vô thì nó dướng vào cái lông, nó đâu ăn vô giá thể đâu các bạn thấy không. Tôi cột xong rồi tôi lại cắt ra. Đó, cắt ra các bạn, xé ra đây. Rồi các bạn sẽ ốm vô đây ha. Đây là các bạn ốm vô đây các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản, rất là gọn nhẹ luôn. Đó, các bạn thấy không? Ốm vô. Thì như thế này thì cái giờ tôi sẽ lấy sợi dây rút. Lấy thêm sợi dây rút nữa. Tôi sẽ rút nó lại ha. Rút lại. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đẹp. Đẹp như cậu nằm dưới mỡ luôn. Các bạn thấy không? Đó. Giờ thì mình sẽ rút thêm một sợi dây rút nữa. Các bạn rút thì các bạn rút vừa phải thôi. Không cần thiết phải chúng ta mà rút quá mạnh, dùng quá nội lực vô, các bạn ép lơ mơ lì. Thứ nhất á, các bạn mà ép mạnh quá đó, cái thứ nhất á là nó sẽ làm chặt cái giá thể này, nó ép chặt quá. Sau này cái rễ của mình nó ra đó, nó sẽ khó ra. Còn cái thứ hai nữa đó, thì nếu các bạn mà rút mạnh quá thì nó sẽ rách cái đường lông. Rách đường lông thôi, các bạn thấy không? Cách này thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần các bạn vô cái túi ni lông ha, các bạn cho giá thể vô túi ni lông xong rồi các bạn dây rút á thì mình mua một cỡ cũng được, nhưng mà khi mà nó ngắn rồi thì các bạn ngắn là thì các bạn nói thêm, như là tôi nói thêm dây rút, các bạn thấy không? Nói thêm dây rút. Còn đây các bạn thêm, tôi mua cái size dây này, nó size dây này vừa không ta,
không vừa, thấy chưa các bạn, thấy không vừa không, nói gì rút lại. Các bạn cứ nói gì rút lại ha. Rồi nói xong rồi thì chúng ta cắt đi, cắt đi cho nó thẩm mỹ chút xíu coi. Đó, để xấu xí, xấu xí làm cho thiên hạ để ý. Rồi, các bạn lưu ý là bao giờ cũng như vậy, là cái rễ đó nó sẽ lên những cái mép trên như thế này. Nó lên cái mép trên, thành ra khi mà bó bầu thì các bạn xu hướng cái bầu của mình á, các bạn sẽ đưa lệch lên trên, chừng lên trên hai phần, ở dưới đây một phần thôi, là rễ nó sẽ nó ý. Dưới đây hai phần, trên đây một phần thôi, tôi lấy lộn, xin lỗi các bạn. Trên đây các bạn đưa một phần thôi, dưới đây đưa hai phần, tại rễ nè nó xu hướng nó chĩa xuống đây nè, nó chĩa xuống, nó chĩa xuống, nó chĩa xuống, là cây của các bạn nó đủ chất luôn. Còn khoảng thời gian bao nhiêu, thời gian bao nhiêu thì chúng ta sẽ cắt cây đưa vô trồng, thì cái vấn đề mà thời gian bao nhiêu nó tùy thuộc vào cái giống cây. Thông thường là cái cây mà nếu mà nó rễ, nó dễ ra rễ thì nó có tầm khoảng 2 tháng, còn có những cây nó khó ra rễ thì nó có tầm nó khoảng 3 tháng trở lên. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn bó bầu vô trong cái cây thì các bạn nên bó bầu bằng cái túi ni lông màu trắng ha, để khi mà rễ các bạn, khi mà rễ nó len ra, các bạn thấy rễ nó sẽ bò ra đây nè, khi mà nó bò vô, nó đụng vô cái bầu này, các bạn yên tâm đi, nó không có chọt lủng đâu mà sợ. Cái túi ni lông của bạn mỏng cỡ nào mỏng mà cái rễ nó không chọt, ít khi nào mà nó chọt ra đó, khi nào mà nó quá thì nó mới chọt. Thông thường nó cái rễ nó vừa chạm vô cái hộp ni lông này rồi, bắt đầu cái rễ nó sẽ bò xung quanh nè, nó bò xung quanh đây, nó bò xung quanh cái chậu, nó bò xung quanh cái thành của bọc ni lông trắng. Thì các bạn nhìn thấy nếu mà rễ nó buông ra, nó buông, nó lòi ra, nó vừa chạm thì các bạn không nên cắt ha, các bạn để cho nó chạm ở đâu, nó bò nó đang kín cái này, rồi các bạn sẽ cắt ra, các bạn sẽ đem đi ươm. Rồi cái kỹ thuật mà ươm mà cây trồng á, để khi nào mà em này nó có rễ rồi thì tôi cũng sẽ làm clip, tôi chia sẻ với các bạn, tôi sẽ tôi giúp các bạn ươm cây sau khi chúng ta bó bầu thì như thế nào, tôi sẽ làm clip sau đó. Có thể là cái vị trí của cái bầu này nó nằm ở những nơi mà trời nắng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái cây nó kém chất lượng, cái rễ cây nó chậm phát triển, thì các bạn có thể dùng cái túi ni lông đen các bạn che nắng lại. Và đồng thời khi các bạn bó bầu như thế này, rất có nhiều bạn là băn khoăn là nó thiếu nước, các bạn cứ sợ thiếu nước, các bạn có lại làm cách nào để các bạn lấy đưa nước vô. Thì các bạn thân mến, đa số là nước nó nằm trong một cái túi ni lông như thế này thì nó sẽ giữ nước trong chõng. Khi nào mà cái rễ nó ra thì cái rễ nó hút nước, thì lúc đó thì cái giá thể ở trong cái bầu nó mới khô. Chứ nếu mà nó chưa có rễ thì hầu như giá thể trong bầu không thể nào nó thoát vào đâu được. Và đồng thời chưa kể là khi mà những cái miệng như thế này nè, những cái miệng như thế này các bạn cột không có chặt, thì khi mà trời mưa thì nó đã cung cấp nước thêm vô đó rồi. Rồi gặp trường hợp có trường hợp mà nó khô quá thì sao, cũng có trường hợp đó, đúng không các bạn? Nhiều lúc các bạn trồng vào những nơi có nguồn, không có nước, cái khu vực đó nó không có nước, thì các bạn chăm nước cho bằng cách gì? Thì cũng dễ thôi, các bạn dùng cái ống xi lanh, ống chích đó, thì nếu mà khô quá thì các bạn sử dụng, thì các bạn tiêm nước, các bạn tiêm vô. Trường hợp các bạn thấy nó ra rễ rồi mà cái cây của mình có dạng như yếu, các bạn muốn để nuôi ra rễ nữa, thì các bạn có thể là mình lấy cái ống chích đó, các bạn hút nước rồi các bạn tiêm vô, tiêm nhẹ nhẹ một vài điểm vô đây thôi cho nước từ từ nó thấm vô. Mà nếu mà sử dụng cái ống chích, các bạn tiêm là trong vòng khoảng một tuần các bạn bón một lần, đừng có bạn đổ nước nhiều ha. Các bạn nước nhiều thì nó sẽ bị úng rễ non, thành ra nếu mà khi mà thất là khô thì các bạn mới sử dụng xi lanh, các bạn chọt vô bơm vô là phải thật là cần thiết, mới bơm với lúc nào cũng chọt bơm không mang tính khả thi. Rồi như vậy thôi, hôm nay là tôi chia sẻ với các bạn là cái cách chiết cây hầu như là rất đơn giản, là nhà vườn nào thì họ cũng biết. Nhưng mà các bạn chơi cây kiểng, các bạn chơi cây kiểng thú vui tao nhã nè, các bạn mới biết chơi, có nhiều bạn không biết lắm. Tôi hy vọng rằng với một cái cách làm đơn giản là
nó mang được cái hiệu quả cao, các bạn sẽ hài lòng. Nếu mà các bạn cảm thấy và phù hợp với mình thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm trong các phương pháp nhân giống cây bằng cách chiết cành, tạo ra một dòng cây mới giống mẹ 100%, không hề la không hàng xóm. Nên các bạn ha, đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem mấy clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái đàm.